Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review, phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ Rolex mình vừa mới về. Và em này của mình sẽ với tình trạng lướt full set đầy đủ, full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cho đồng hồ Rolex. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này anh em nhé. Sơ qua một chút về phần sổ thẻ phụ kiện đồng hồ thì như thường lệ mình sẽ có được phần hộp giấy phía bên ngoài, hộp gỗ phía bên trong với cái tag Superlative Certified. Cái tag này thì sẽ cho anh em biết là size số của chiếc đồng hồ sẽ cực kỳ là thấp, nhanh không quá 2 giây một ngày và chậm cũng không quá 2 giây một ngày. Rolex là một trong những thương hiệu có những chiếc đồng hồ với size số thấp bậc nhất ở trên thế giới. Ở phía bên trong ngăn bí mật thì mình còn có thêm một số những phần phụ kiện khác như là quyển sổ hướng dẫn sử dụng dành cho dòng máy Datejust. Tiếp theo nữa thì sẽ là bao da chứa đựng quyển sổ nhỏ cho anh em biết là mình sẽ được bảo hành toàn cầu trong điều kiện khi nào, cùng với cả thẻ bài toàn cầu của chiếc đồ này. Ở trên thẻ bài toàn cầu với những loại thẻ mới thì nó sẽ có được model name, series cùng với cả cái date được xuất ra khỏi store. Cái thẻ bài toàn cầu nó cũng giống như là cái chứng minh thư nhân dân, nó cũng giống như là cái giấy khai sinh. Anh em hãy giữ cẩn thận cho mình cái thẻ này. Nếu như anh em là mất cái thẻ này thì anh em có thể mất từ vài chục triệu với những mẫu đồng hồ Datejust cho đến cả trăm triệu với những mẫu đồng hồ xa xỉ hơn và có mức giá cao hơn. Với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến cuối 2027 anh em nhé, với chính sách bảo hành 5 năm. Quay trở lại với chiếc đồng hồ Rolex ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ có được một em Rolex mới được ra mắt đến từ hãng, một em Rolex Datejust 36mm đề mi vàng vàng sử dụng mặt xanh ô liu. Đây là một trong những loại mặt được rất là nhiều anh em yêu thích. Và nếu như anh em để ý thì những thiết kế sử dụng mặt xanh ô liu luôn có giá trị cao hơn những loại mặt khác vài chục triệu, thể hiện được cái độ hot cũng như là nét đẹp của những thiết kế này. Với chất liệu đề mi vàng vàng 18K thì mình sẽ có được phần niềng cùng với cả ba mắt chỉ giữa của dây sẽ được làm bằng vàng đặc. Còn những vị trí còn lại sẽ được làm bằng thép không gỉ 904L, một loại thép gần như là chỉ có Rolex sử dụng ở trong những dòng máy cao cấp của mình mà thôi. Kim cọc thì sẽ thiết kế theo phong cách kim cọc La Mã, thể hiện được chất cổ điển của chiếc đồng hồ. Kết hợp với nó sẽ là góc 6 và 9 giờ, sử dụng những viên kim cương rất là sáng và đẹp ở trên dial của chiếc đồng hồ này. Những viên kim cương này nó sẽ tạo ra được sự phản sáng, bắt sáng rất là tốt và tăng thêm sự sang trọng dành cho thiết kế đồng hồ. Ở trên góc 12 giờ thì mình sẽ có được dòng chữ Rolex này, Oyster Perpetual Datejust. Còn ở phần dưới góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Superlative Chronometer Official Certified. Dòng chữ thể hiện size số chính xác của chiếc đồng hồ này sẽ cực kỳ là thấp, nhanh không quá 2 giây một ngày và chậm không quá 2 giây một ngày. Dưới cùng thì sẽ là dòng chữ Squidmate. Về phần thiết kế sẽ là một em với những dòng chữ cũng như là thiết kế rất là quen thuộc, 3 kim một lịch với phần lịch là đặt ở góc 3 giờ. Ở vành phía bên trong chiếc đồng hồ thì mình sẽ có được những dòng chữ Rolex, Rolex, Rolex chạy phía bên trong cái vành. Với phần dưới góc 6 giờ sẽ là phần series của đồng hồ. Phần series này tất nhiên sẽ trùng với cả series ở trên thẻ bảo hành toàn cầu anh em nhé. Để mà làm lên niềng của chiếc đồng hồ thì hãng sẽ sử dụng phong cách niềng khía, nó sẽ tạo ra được sự phản sáng, bắt sáng rất là tốt và nó sẽ tăng thêm khả năng chống nước dành cho thiết kế đồng hồ. Ở đằng sau đấy thì anh em cũng sẽ thấy được những rãnh khía để tăng khả năng chống và chịu nước. Mặt kính thì sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối chống xước với phần góc 3 giờ sẽ là phần cyclope dán đè lên trên phần mặt kính, phóng đại phần ô lịch lên rất là nhiều, giúp cho anh em nhìn ô lịch ngày rất là dễ dàng. Bây giờ thì mình sẽ test một chút về chức năng của chiếc đồng hồ này. Bây giờ thì mình sẽ vặn cái núm ra nhá. Kéo một nấc thì anh em sẽ là chỉnh lịch ngày. Kéo hai nấc sẽ là chỉnh lịch giờ phút giây. Và bây giờ thì mình sẽ thử vặn qua 12 giờ. Nếu như đồng hồ nhảy lịch như vừa rồi thì nó sẽ là 12 giờ đêm, còn nếu như đồng hồ không nhảy lịch thì nó sẽ là 12 giờ trưa. Anh em làm những động tác vừa rồi thì nó sẽ xác định được giờ sáng tối dành cho thiết kế đồng hồ. Chỉnh xong anh em ấn cho mình kịch cái núm này vào. Sau đó anh em ấn nhị và vặn xoáy theo chiều ngược lại, như vậy sẽ là ok. Như vậy thì anh em sẽ xoáy được núm và tăng tối đa khả năng chịu nước của chiếc đồng hồ. Ở phía bên trong chiếc đồng hồ Rolex thì nó sẽ là bộ máy quen thuộc 3235. Đây là một bộ máy đời mới đến từ thương hiệu Rolex với 31 chân kính, 28.800 tần số dao động cùng với cả 70 giờ chữ cod. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu này mang đến sự ổn định, tính chính xác dành cho người đeo. Tiếp theo nữa thì sẽ là một bộ dây Jubilee với 3 mắt chỉ dây. 3 mắt chỉ giữa, 5 mắt chỉ dây với 3 mắt chỉ giữa được làm bằng vàng đặc và 2 mắt chỉ bên cạnh được đánh phay xước. Tiếp theo nữa thì nó sẽ có được bộ khóa. Bộ khóa này là một bộ khóa đời mới có khả năng giãn nở ra vào giúp cho anh em đeo vừa tay nhất có thể.
đeo ôm tai nhất có thể. Bộ khóa này thì sẽ khắc phục được nhược điểm của bộ khóa đời trước là thay vì anh em thêm một mắt thì thừa, bớt đi một mắt thì chật, thì với bộ khóa này anh em đeo kiểu gì cũng vừa tay anh em nhé. Anh em có thể cảm nhận thấy được một chiếc đồng hồ Rolex Datejust thì nó luôn là một trong những thiết kế dễ đeo bậc nhất. Anh em có thể đeo đi dự tiệc, anh em có thể đeo đi gặp đối tác và anh em có thể đeo hàng ngày đều rất hợp lý. Nó sẽ toát lên được vẻ sang trọng, sự nổi bật. Kết hợp với đó sẽ là khả năng chống chịu nước tốt, rất là linh hoạt trong tất cả những môi trường. Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em lấy new thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao. Hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date tháng 11 năm 2022. Mình đang giao lưu chỉ loanh quanh là 398 triệu. Thế anh em nào mà quan tâm về thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu đổi cả tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì, anh em có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho mình. Cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.